quay giùm thầy cái video 5 phút ha. Video 5 phút full nha. Full HD hoặc là full HD, rồi sau đó các bạn up YouTube với thầy để lấy cái link video để nộp cho thầy. Thì cái nội dung quay video gì? Thứ nhất là quay cái web gốc mà mình làm theo á, khoảng 30 giây. Sau đó thì quay cái web mà nhóm mình làm được, trình bày những cái gì đó hay thú vị gì đó, tất cả cái tính năng trước, và sau đó thì nói cái nào là hay nhất mà thú vị nhất của nhóm, khoảng 4 phút. Sau đó là về cái source code HTML CSS nó, thì mình quay khoảng tầm 30 giây, tức là nói về source code đó. Rồi ok ha. Rồi thì đó là về cái phần quay cái video thì giờ nhóm làm giúp thầy. Sau đó thì bắt đầu mình nộp bài. Thì nộp bài á thì các bạn lên cái trang FAQX ha, thì thầy đã làm nguyên một cái list để nộp bài nè, từ đầu cho tới kết thúc với môn học luôn. Thì các bạn tiến hành nộp giùm thầy cái HTML phần 1, HTML phần 2. HTML phần 1 là 16 video đầu á, HTML phần 2 là cái gì ta? 18 video còn lại á, tiếp theo á ha. Rồi, còn cái này là cái web tĩnh của mình nè, web tĩnh thì các bạn nén lại. Và cũng nén lại mã số sinh viên với tên chấm ra. Thì cái web tĩnh là cái bài tập nhóm, vì vậy mã số sinh viên tên á, thì là của cả hai bạn luôn, chấm ra luôn. Một bạn đại diện nộp thôi là được rồi. Một bạn đại diện nộp là được rồi. Rồi. Trong đây nó sẽ chứa cái source code cộng với cái link YouTube ha, cái link YouTube video ha. Thì cái video mình đã up lên YouTube rồi thì các bạn để cái link chung chung với cái source code trong đây. Thì cái link thì các bạn để file file txt đó, các bạn lưu cái link thôi, rồi cái nguyên cái source code của mình luôn ha, nguyên cái source code mình các bạn nén lên đây giúp thầy đó, cái web của mình. Thì cái source mình chắc nó cũng không nặng lắm đâu, nên các bạn nộp thẳng lên đây luôn giùm thầy. Rồi đó. Đó, cái này cái bài tập nhóm thì chỉ cần một bạn đại diện nộp thôi ha. Rồi xong. À, rồi thêm mỗi nhóm á, mỗi nhóm đại diện mỗi nhóm á, các bạn vào trong cái mục buổi năm giúp thầy nè. Ở đây các bạn làm thêm giùm thầy một cái link tổng hợp cái video demo ha. Thì cái link video á là mình sẽ nộp ở bên nộp cùng với cái source code của mình ở bên cái trang FAQ, trang UTX của mình rồi ha. Ngoài ra ở cái thư mục này các bạn vào cái link tổng hợp video nè. Đây nhấp double ha, nhấp double mở lên. Thì đây, thì mỗi lớp ha, cái này lớp thứ hai nè, tiết 1, lớp thứ hai, tiết 4, lớp thứ hai, tiết 7. Thì những cái lớp khác mình sẽ tạo thêm ở đây. Thì các bạn làm giống như cái lớp này đã làm nè. Một bạn các bạn ghi cái các bạn tự điền cái nhóm rồi mã số sinh viên các bạn rồi họ tên các bạn trong nhóm ha. Cái số tự nhóm này không quan trọng, cứ ai điền trước thì sẽ là nhóm 1 thôi. Thì tới cái lớp của mình vô thì các bạn cứ điền thôi bạn, rồi các bạn gửi kèm cái link YouTube lên đây giúp thầy ha, cái link đăng cái video lên rồi gửi cái link qua đây giúp thầy ha, để thầy coi rồi thầy đánh giá một lần luôn, có rồi để chia sẻ cho những cái nhóm sau này học nữa cho nó thuận tiện ha. Rồi cảm ơn các bạn ha. Rồi sau đó thì mình sẽ qua bắt đầu học JavaScript. Sau đó mình bắt đầu qua học JavaScript. Thì JavaScript á, JavaScript á, thì hôm nay tuần này mình sẽ học Java cơ bản. Java cơ bản thì có ba cái nội dung mình cần học ở đây. Thì cái này nó nằm trong cái mục tuần số 6 ha. JavaScript mình học về những cái cơ bản. Thì để mình có thể học những kiến thức cơ bản nè, các bạn coi và gõ theo giúp thầy 16 cái video này ha. Tại vì các bạn coi xong các bạn hiểu á, mà các bạn không gõ lại á, các bạn mau quên lắm ha. Mình nghĩ là nhiều bạn cũng cũng có kiến thức rồi nhưng mà nên gõ lại để nhớ nó tốt hơn, tại vì mình cái kiến thức mình vững á, thì mình mới làm cái bài tập JavaScript nó mới tốt được. Thì mà thầy hơi đau họng nha, nên cố gắng nói nhỏ nói nó ít thôi, đau quá từ tuần trước giờ chưa hết luôn. 16 video đầu thì video từ 1 cái video thứ 9 á, là những cái kiến thức cơ bản, còn video từ 10 video 14,16 á, là video liên quan tới xử lý cái sự kiện tương tác giao diện và xử lý chuột để mà hỗ trợ cho mình trong cái việc làm bài tập đó. Thì video 14, 16 này cũng quan trọng nè, nhưng mà 1 tới 9 thì cũng rất là quan trọng. Còn video 10, 11, 12, 13, 15 á, thì các bạn có thể xem hoặc không cũng được, không sao hết. Tại vì đây là những cái cũng cần biết nhưng mà hiện tại chưa có cần lắm nên mình chưa có xem cũng được. Rồi thì đây là những cái nội dung mà trong video này nó sẽ cung cấp cho các bạn. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ học một chút về DOM ha. DOM là gì? DOM là cái những cái hàm nó hỗ trợ để giao tiếp những cái element bên HTML với cái JavaScript để mình xử lý.
Thì các bạn coi cái video 63 tới 79 ha, ở cái link này. Cái link này thì cái này xem thôi, không cần gõ lại code, nhưng mà nếu có thời gian thì nên 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 gõ luôn ha, nên gõ lại luôn. Còn nếu mà không có thời gian thì khỏi gõ ha, không có thời gian thì khỏi gõ. Rồi. Thì coi thôi, coi để biết cái cách mà mình liên kết mình xử lý nó như thế nào. À, sau đó có một cái link web liên quan tới xử lý sự kiện của chuột á, thì các bạn có thể vô đây xem thêm. Có những cái chuột thì có những cái event để xử lý gì ha, để xem thêm đó. Thì đó là cái nội dung của tuần này ha, cố gắng làm ha. Cái phần 1 á thì gõ theo, còn cái phần này thì xem thôi, có thời gian thì nên gõ theo, rất nên gõ theo. Rồi, thì về cái bài tập tuần này ha, thì mỗi nhóm thầy sẽ cho một cái khối nè, các bạn thấy không? Một cái khối hiệu ứng trên đây. Mỗi nhóm sẽ có một cái khối khác nhau. Ở đây một số cái đường link của một số trang web các bạn có thể lên đó các bạn search. Hoặc là các bạn có thể search trên trên mạng á, mấy cái icon mà mấy cái bản vẽ của người ta á. Cái này thực ra nó là những cái bản vẽ của người ta up lên để mình tham khảo. Các bạn chọn một cái khối nào đó xong các bạn làm, đúng không? Nhưng mà mỗi nhóm thì sẽ làm một cái khối khác nhau để cho nó đa dạng. Chứ tự nhiên nguyên một lớp luôn cứ làm một cái này thôi thì cuối cùng sao các bạn? Thì mình chả có cái sản phẩm gì để mà mình trao đổi, mình chia sẻ cho nhau được hết, đúng không? Thì mỗi người phải 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 nhóm mỗi nhóm phải làm một khối. À, bài tập gõ theo video vẫn là bài tập cá nhân, còn mà bài tập thiết kế từng cái khối này á, sẽ là vẫn là bài tập nhóm ha. Rồi thì các bạn phối hợp với nhau để làm. Rồi ở đây có nguyên một cái series để mà học thêm về JavaScript ha, cái này xem thêm thôi, các bạn tự xem thôi. Cái này là nguyên cái series của anh F8 á. Thì ai muốn học bài bản thì mình coi, nhưng mà nó rất là tốn thời gian luôn. Vì vậy mình chỉ coi theo cái định hướng của thầy ở trên đây thôi là đã đủ xài rồi ha, đủ xài. Còn các bạn muốn master về nó thì các bạn cày cái khóa này ha. Rồi. Rồi những cái hình, những cái khối này các bạn có thể kiếm trên mạng ha. Thì ngoài những cái này thầy có đây, thầy có up một số cái kiến thức về bài tập gọi là ứng dụng Java để mà mình viết một số cái hiệu ứng á, là các bạn coi ở cái kênh của thầy á, bắt đầu từ cái nói chung là cái B06.01 cho tới B06.13 chấm có cái chấm xx nữa nè, hướng dẫn đi bất nè. Nói chung là B06 ha, cái series của B06 các bạn có thể coi hoặc không ha, cái đó tùy 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 các bạn, mình không có ép buộc đó. Nhưng mà các bạn chưa định hình được mình sẽ tạo ra cái khối nó như thế nào á, thì lời khuyên á, là nên xem. Còn nếu mà các bạn tự tin có thể làm được rồi á thì không cần xem ha, không cần xem đó. Đâu ví dụ ở đây ha, đó thì đây đó, thì mình sẽ tạo ra được cái khối như thế này đúng không? Cái khối này sẽ có thể là điều khiển được ha, điều khiển kéo đó, kéo nè, tương tác nè, rồi nó tác động lên cái đối tượng khác bên ngoài được luôn nè đó. Thì để làm được như thế này như thế nào thì các bạn có thể coi nguyên cái series. Và không phải là cứ coi một cái video này là mình sẽ làm được đâu, tại vì mấy cái source code của mấy video thầy có đăng lên link Drive luôn rồi, các bạn có thể lên đó tải về để dùng luôn, để phát triển lên cái code các bạn. Tuy nhiên nếu như các bạn không không hiểu á, các bạn coi cái code của thầy á, thì các bạn cũng không biết sửa ở đâu đâu đó. Nên cái series này là cái từng cái bước mà thầy sẽ làm, và thầy sẽ hướng dẫn dần để các bạn nắm được những kiến thức để mình học. Nhưng mà nếu các bạn có kiến thức rồi không cần xem ha, cứ theo cái tiêu chí của cái bài tập á, từng cái khối như vậy á, mình coi những cái video khác, miễn sao mình làm được là được ha. Bấm cái nó chuyển màu rồi nó tăng giảm này kia cái kiểu vân vân, đồ thị nè, thì mỗi nhóm sẽ làm một cái khối như vậy đó, về design làm cho nó đẹp. Rồi JavaScript là cái ngôn ngữ mà giúp cho mình tương tác xử lý những sự kiện khi mà bấm này kia để mình làm đó. Thì ai mà chưa định hình được á, thì tốt nhất là sau khi coi xong cái series bài giảng này thì hãy coi cái bài giảng của thầy ha, cái bộ 6 chấm này, thì cứ coi thôi để coi coi thầy làm cái gì, rồi sau đó mình định hình được, rồi sau đó mình chọn cái khối mình làm ha. Rồi thì đây là cái kết quả mà khi các bạn học JavaScript xong các bạn có thể làm được nè, đây đúng chưa, đó đó các bạn làm được một cái khối như vậy. Thì cái này là do mình dùng CSS mình canh là mình làm thôi. À, nhưng mà hồi xưa là mấy bạn đó bạn 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 dùng cái canvas vậy, dùng một cái kỹ thuật gọi là canvas. Thì trong cái video cái B6.1 có thầy có giới thiệu qua cái kỹ thuật đó để vẽ cái hình, thì các bạn có thể coi ha. B6.1 là tổng hợp những cái kiến thức cơ bản đó, thì bạn vẽ hình lên mấy cái này lên đó. Nhưng mà cái canvas này mình thấy nó hay, nó cũng vẽ nó cũng tốt, nhưng mà mấy cái canvas nó chỉ phù hợp cho cái việc các bạn làm mấy cái bài toán liên quan tới mấy cái đồ thị thôi, mấy cái mà nó không có theo quy luật á, thì mình làm cái này ha.
Đó, còn về cái này á, mình nghĩ các bạn nên dùng CSS á, các bạn xử lý ha, gradient rồi vẽ bo này kia rồi các lớp chồng lên nhau á. Đó, thì các bạn nghiên cứu nó, đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Rồi tiếp theo ha, tiếp theo một cái sản phẩm nữa đây. Đó thì cái sản phẩm này mình, cái này là hoàn chỉnh là cuối kỳ rồi. Đó thì mình có thể làm được những cái động thái như vậy đúng không? Đó thì đây là cái sản phẩm của nhóm các bạn suy nghĩ có thể làm được đó. Đây nay gì đó nó có thông báo pop up lên rồi. Đó. Đó. Thì cái này là cái hoàn chỉnh rồi ha, chọn màu, đổi màu vân vân. Bấm lùi lại, điều khiển đèn. Điều khiển sensor. Đó, bật tắt ha. Đó, ngưỡng dưới, ngưỡng trên, quá ngưỡng thì báo động. Đó, thì các bạn có thể mỗi nhóm mình sẽ làm những cái nội dung như vậy ha. Báo động rồi tắt cái báo động đi cái. Rồi. Điều khiển rèm rồi vân vân ha. Rồi ok, hoặc là cái đề tài này còn hay hơn nữa. Đề tài này kết nối rất là đơn giản ha, nhưng mà rất là đẹp rồi đó. Đó, bật tắt đúng không? Rồi, đó, gara cũng vậy luôn, đúng không? Kitchen đó. Rồi, thì kitchen nó có cái brick là bấm vô cái brick. Rồi đó, thì mình có thể tăng giảm đẹp không bạn? Rất đẹp ha. Cái này mấy bạn nó vẽ bằng canvas hết. Đó, cập nhật này kia ha, một cái bảng vẽ này, một cái canvas. Nhưng mà cái canvas á, mình không thích lắm tại vì các bạn phải vẽ ví dụ như cái này. Wow, bạn này không dùng canvas luôn mọi người ơi, bạn này không dùng canvas luôn, bạn này dùng HTML CSS bình thường luôn bạn, tuyệt vời luôn. Đây chính là cái biểu mẫu, cái bảng mẫu mà các bạn nên hướng tới nè. Wow, tuyệt vời các bạn ơi, không dùng canvas nha. Đó, đây đây là một cái source code rất là tuyệt vời. Thì cái source code này thầy sẽ share các bạn để các bạn coi đó, để các bạn học hỏi, để các bạn làm ha, có cái ý tưởng mình làm đó. Dùng Flash nè để cân chỉnh nè. Trời ơi, dùng Flash ông mới ông ơi. Rồi e không khí nè đó nha, quá tuyệt vời luôn. Đây đây đây, cái này bạn mình dùng canvas ha. Đây tức là bạn mình có cái sự kết hợp giữa gì các bạn, giữa những cái xử lý bình thường và những cái canvas. Ví dụ như những cái khó như thế này thì bạn mình dùng canvas, còn mấy cái kia dễ nên bạn mình không dùng canvas. Còn này khó thì bạn mình dùng canvas. Canvas là vẽ lên cái vùng này nè, mình vẽ lên, mình dùng cái thẻ này nè rồi mình vẽ lên. Ok rồi, thì tóm lại thầy sẽ cho các bạn tất cả các code luôn, thì sau này các bạn có thể kết hợp cả hai ha, là dùng HTML CSS bình thường đó. Còn cái này để coi dùng cái gì, cái này chắc mình nghĩ là dùng bình thường thôi nè. Đúng rồi, cái này dùng bình thường ha, cái này dùng bình thường để mình có thể là đó, mấy cái thẻ bình thường rồi thay đổi độ sáng ha, nó đổi màu đó. Thì cái này là xử lý đây ha, cái này xử lý JavaScript thôi, mấy cái thẻ ha. Ok, vậy là cái hình nào khó thì mình sẽ dùng canvas, còn mấy cái hình, mấy cái cơ bản như thế này thì mình dùng thẻ bình thường thôi. Tuyệt vời luôn. Home speaker LCD. Rồi để coi cái này làm bằng cái gì. Làm những cái thẻ bình thường thôi bạn, làm những cái thẻ bình thường thôi. Đó, ha. Làm những cái thẻ bình thường thôi. Ok ha. Quá tuyệt vời các bạn. Rồi ok ha, vậy là có kết hợp giữa canvas và những cái thẻ bình thường, nhưng mà đa số là làm bằng thẻ bình thường. Rồi để thầy coi bên đây coi cái này coi làm bằng gì. Cái này thì chắc chắn là canvas rồi. Cái này là canvas nè, canvas nè. Đó, thì là một cái hình bạn nó vẽ lên. Tức là những cái gì vẽ khó thì dùng canvas. Còn đa số mình phân tách nó ra làm đơn giản được á, thì mình nên làm thẻ bình thường. Coi để coi nhóm này làm gì. Đây, cái giao diện chính là bạn mình làm bình thường ha, đó nè, những cái thẻ bình thường thôi. Nhưng mà bạn này thì bạn bạn không dùng Flash ta, bạn dùng cái gì á để bạn cân chỉnh ha, để cho nó xuống dòng đó. Rồi thì vô trong một cái coi coi bạn làm bằng cái gì, ví dụ như cái này thì bạn cũng dùng thẻ bình thường nha mọi người, bạn cũng dùng thẻ bình thường thôi chứ không có canvas gì đây hết đúng không? Đó, rất là đẹp ha, về cái ý tưởng thiết kế rất là đẹp luôn, cái ý tưởng thiết kế rất là đẹp, mình thấy rất là đẹp luôn á. Cái này bạn chỉnh độ mờ này kia vân vân. Rồi còn cái like coi bạn làm bằng cái gì, cũng những cái thẻ bình thường luôn các bạn ha, những cái thẻ bình thường luôn, không có canvas gì hết. Ok, tóm lại thầy nhắc lại như thế này, thầy vẫn thiên hướng các bạn, mong muốn các bạn á là dùng những cái thẻ bình thường như thế này rồi mình xử lý ha, dùng những cái thẻ bình thường để mình xử lý đó.
những cái thẻ bình thường để mình xử lý ha, những cái sự kiện. Còn khi nào mà mình bí quá mình không thể nào làm được nữa thì mình sẽ chuyển sang mình dùng Canvas để mình vẽ cái này. Nhưng mà thật ra cái này mình dùng thẻ bình thường được, CSS, HTML á mình, nhưng mà quan trọng là mấy cái thuộc tính các bạn phải nắm vững. Rồi sau đó thì các bạn ứng dụng JavaScript để các bạn thay đổi những cái thuộc tính đó. Thì cái JavaScript để mà thay đổi những cái thuộc tính này á thì nó nằm trong cái series bài B6 của thầy nè. Đó đó là cái mục tiêu mà bài này thầy làm ra để thầy chỉ các bạn. Nhưng mà trước khi các bạn coi cái này á thì hãy quay lại và học những cái kiến thức cơ bản về JavaScript đã đây ha. Rồi. Đó. Thì đó là mọi cái mà thầy sẽ định hướng và mong muốn các bạn làm ha, hướng tới và làm. Rồi, hạn chế dùng Canvas ha. Thì nên dùng HTML, CSS, hạn chế dùng Canvas. Thì mình ghi chú ở đây luôn. Hạn chế dùng Canvas. Canvas là một cái thẻ trong HTML á, là nó chuyên dùng để vẽ ha. Thì trong mấy cái code thầy up thầy có nói ha, thầy có nói rồi. Đó, nên nên dùng HTML, CSS để mà mình design cái design để dành cho việc design cái đối tượng ha. Còn Canvas là dùng để vẽ ha, vẽ mấy cái khối khối khó ha, cái khối khó. Đó, thì ví dụ như cái này là khó nè, nè. Cái dạng nè. Thì CSS thì cũng chưa tưởng tượng ra mình sẽ CSS kiểu gì nữa. Thật ra vẫn được nha, vẫn được. Các bạn dùng cái polygon gì đó, nó cái dạng mà nối trong CSS nó vẫn có nha, nó vẫn có. Thì cái đó là quan trọng mình biết hay không để mình nghiên cứu thôi. Ok. Đó, thì để coi kỳ này chúng ta có những cái thành tựu mà tốt hơn kỳ trước hay không. Kỳ này học bài bản hơn rất rất nhiều luôn á. Kỳ trước thì học sơ sài hơn, nhưng mà một số bạn gọi là xuất chúng á, làm rất là tốt. Thì để coi coi kỳ này mình như thế nào. Ok ha. Rồi thì những cái sản phẩm hay những cái sụt code á mình sẽ đưa cho các bạn hết. Đây ha, mấy cái sụt nè, đó. Các bạn vô cái buổi 6 mà JavaScript mà bài tập mo code video. Nói chung là thầy để trong cái mục code video nha. Ủa, code tham khảo là cái gì ta? Thôi code tham khảo này không không cần coi. Coi trong code video nè. Ha. Coi trong code video nè. Các bạn vô cái mục Canvas mấy cái demo hồi nãy của thầy á thì đây cái mà một cái đối tượng round circle canvas á thì thầy để đây ở để trong đây. Còn thầy sẽ tạo thêm một cái thư mục à, thôi để ngoài đi. Cái này là code hoàn thiện hay ha. Đó thì mình sẽ để riêng như thế này. Sau đó mình đưa lên hết cho các bạn luôn để các bạn bạn nào cần tham khảo quá thì mình tham khảo ha. Mình nén lại cho nó. Rồi ok các bạn ha. Đó thì tất cả những cái code hay code hoàn thiện của các nhóm bây giờ mình demo mình đưa lên đây hết rồi đó. Tha hồ coi. Nhưng mà trước khi coi những cái code tham khảo rồi rồi code video gì đó. Cái này chắc mình khỏi coi đi. Cái này số B. Không cần coi ha. Đó, cái này là mấy cái mà bản nháp mình để thôi. Đó, còn cái này là code theo video nè. Trong mấy cái video của mình á thì có những cái đoạn code đúng không? Video của cái phần B6 á thì mình đã đưa lên hết trên đó rồi. Các bạn có thể lấy về nhưng mà thật sự các bạn không coi video của mình đó, các bạn nhìn vô code đó, nhiều khi các bạn khó hình dung lắm. Thì tùy các bạn muốn học như thế nào thì tùy thôi ha. Rồi nói chung là tóm lại là mình đã đưa đầy đủ tài liệu ha, mọi thứ tuyệt vời hết lên rồi đó. Thì bây giờ còn lại thì là sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Rồi ok ha. Rồi rồi có thêm một cái nữa thì cũng nói các bạn luôn nè, cái năm ngoái á, mấy bạn đó design mấy cái web này á thì đa số là các bạn đó sẽ đưa nguyên cái sụt luôn ha. Các bạn nó sẽ đưa nguyên cái sụt từng cái khối từng cái nội dung của từng cái thẻ này, bạn nó sẽ design chung luôn. Bạn design chung một trong trong một cái sụt lớn như thế này các bạn thấy không? Thì cái sụt nó rất là dài luôn, nó ruột rất là dài. Đúng không? Và mình không 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 có cái cách nào để mà mình tái sử dụng lại những cái sụt này cho những cái khối này nữa. Mà cứ qua một cái mới bạn nó phải copy cái sụt này để trong cái file HTML nó rất là dài ha. Nó rất là dài đây. Một cái HTML của bạn thì nó rất là dài các bạn. Đó, đúng không? Nè, đó nó rất là dài luôn. Đó, nhưng mà thật ra là nếu mà các bạn tinh tế, các bạn nhìn vào á, các bạn sẽ thấy là cái gì?
Những cái này nó lặp lại hết, chẳng qua là mấy cái tên hay là đó, mấy cái tên thẻ là khác, cái hình khác hay này kia thôi. Đó thì hoàn toàn những cái khối này là các bạn có thể lặp lại được. Các bạn có thể lặp lại được để các bạn có thể là làm ra một cái file thư viện đúng không? Từng cái khối vậy. Đó. 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 Qua đây lặp lại đúng không? Qua lặp lại đúng không? Thì mỗi cái sụt này bạn làm rất là nhiều. Bạn làm rất là nhiều cái sụt như vậy. Rất nhiều sụt như vậy. Đó, thì những cái này mình hoàn toàn mình tạo ra thành một cái file cái file một cái file thư viện được ha. Thì trong cái video của thầy á, thì ở trong cái video bài số cái video ở trên YouTube á, là bài 6.9 6.10 á, thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn là tạo ra một cái đưa cái sụt mình ra một cái file thư viện như thế nào đúng không, viết thành file thư viện hoàn chỉnh. Nhưng mà muốn muốn coi tới video 6.9 6.10 các bạn phải coi những video trước các bạn mới hình dung được là cái này nó nói lên điều gì. Rồi đây ha, thì cái sụt code thầy sau khi thầy đóng gói nè, các bạn nhìn cái chương trình chính của thầy ha, thì đây là cái thư viện là thầy đã đóng gói ra thành cái file CSS và file JS. Thì đặt cái khối của thầy là Mr. H3 đúng không, một file CSS để làm về cái hình ảnh nội dung, một file JS là để xử lý ha. Rồi sau đó thì cái chương trình chính của thầy á, các bạn thấy không, nó không có gì hết á. Bây giờ thầy muốn lót cái khối, hai cái khối của thầy vô vô hai cái thẻ này ha, tức là thầy gọi thư viện thôi, thầy góp vô hai cái thẻ này, thì thầy chỉ cần viết một cái đoạn JavaScript rất là nhỏ nhắn thôi. Đây là cái code JavaScript, à cái code thư viện đây, thầy mở lên nhìn cái code thư viện mọi cái mình để trong đây hết. Rồi JS cũng vậy, xử lý của nó đó, muốn xử lý gì thì cứ viết trong đây ha. Trong video thầy có làm có hướng dẫn rồi, các bạn cứ coi video. Rồi sau đó thì cái file CSS của chương trình chính nè, không có gì hết, và file JS chương trình chính nè, thì các bạn chỉ cần gọi thôi. Cái khối thầy đặt tên là khối Relay Mr. H3. Rồi ha, thì cái hàm này là mình đã viết ở bên trong cái đây, cái khối Mr. H3 JS nè, đó. Mình viết thư viện sẵn hết rồi. Thì bây giờ mình cứ muốn xài thôi thì mình cứ gọi ra. Thì cái demo là cái chính mình, thì mình sẽ load cái khối Mr. H3 vào trong cái thẻ có tên là load boss với load boss 2002 ha. Đó thì đây, cái thẻ đây thì cái khối mình sẽ load vô đây, nó vậy thôi. Rồi, nó rất là đơn giản thôi, và sau đó thì các bạn bấm go live với bạn coi thử ha. Đó thấy không, đó đây là một khối, đây cái khối cũng là một sụt code thư viện thôi, mình có thể tái sử dụng ha. Thì cái code này hiện tại là cái sụt á, là mình để nó giống y chang nhau, sau này các bạn có thể là nâng cấp cái sụt lên rồi ha. Thì đó, cái thư viện hiện tại là thầy làm nó giống y chang nhau, mấy cái khối thư viện hiện tại nó giống y chang nhau các bạn. Thì sau này các bạn có thể nâng cấp là các bạn truyền thêm cái tham số đầu vào hoặc những cái hình ảnh thẻ icon gì đó, thì khi đó mình sẽ ra những cái nội dung bên trong nó khác nhau ha. Thì cái đó thì tùy tùy cái quá trình mình design thôi, tùy cái ý tưởng của mình thôi ha. Rồi, rồi mọi cái sụt code thầy đã đăng lên cái link Google Drive của lớp học mình rồi, và mọi cái video để hướng dẫn từng bước làm những cái khối này thầy đã đóng gói vân vân, mọi thứ thầy đã đăng lên trên cái kênh YouTube rồi, thì các bạn cứ lên đó coi và tham khảo và học từ từ ha. Rồi ok, rồi cảm ơn các bạn.